Anh em hôm nay mình đã nhận tiền được từ một con game anh em. Mình không cần bỏ vốn gì hết, mình không cần nạp tiền gì hết, mình kiếm một ngày khoảng 500.000 đồng được anh em. Đây là bằng chứng mình đã thanh toán trong vòng 2 ngày qua, thanh toán về thẻ ATM của mình anh em, bằng chứng mình rút từ game anh em. Sau khi anh em click cái phần link mô tả, mình tải về một game, anh em bấm vào và đăng ký anh em. Mình hướng dẫn anh em kiếm tiền trên đây nè. Mà anh em bấm vào nút chia sẻ nè. Rồi anh em copy đường link chia sẻ nha. Sau khi anh em đăng ký được thành công thì được 20.000. Còn người nhận tiền thì người mình giới thiệu thì được 10.000. Cả hai đều có lợi anh em. Mà dưới điều kiện là một người đó chơi game trong vòng 10 phút anh em. Nạp tiền vô chơi game trong vòng 10 phút. App này giờ nó không cho rút qua Momo nữa anh em ơi. Giờ anh em rút qua thẻ ATM thẳng mới được, chứ giờ nó không cho rút bên không cho rút qua Momo nữa rồi. Anh em vào game bắn cá thử xem ơi. Anh em nạp tiền vô nha, nạp 10.000 vô rồi bắn. Anh em chờ chút nha. Rồi bắn thôi. Nè anh em, nó hướng dẫn vị trí của mập các bạn bắn nè. Mình được 450 mấy chục đồng nè, chục vàng nè. Thôi. Sau khi anh em bắn có vàng, anh em qua vòng quay đó anh em. Anh em nào chưa tải thì tải về chơi nha, link thì mình để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi thoát cho chơi luôn đi, mình thoát ra đi. Link hướng dẫn thì mình cũng có để dưới phần mô tả nha anh em. Link tải app luôn. Rồi anh em nào muốn chơi tiến lên thì tiến lên, 3 cây thì 3 cây. Bài nè, sóc đĩa nè, tài xỉu luôn anh em. Anh em vô nạp tiền vô chơi anh em nạp tiền vô bấm nút nạp tiền nè. Rồi anh em nạp vào 10.000 là chơi. Mình được level 1 anh em ơi, số vàng của mình nè. Dùng quay may mắn á. Anh em ơi, mình chưa đủ vàng để quay này anh em ơi. Đây là danh sách của những người xếp hạng nè anh em. Đánh thắng nè. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một con game này anh em. Con game này mình đâu có cần gì đâu. Mình chỉ cần đăng ký một cái tài khoản là mình nạp tiền là mình bắn kiếm tiền rồi. Anh em chỉ việc chia sẻ link giới thiệu của mình. Anh em copy đường link anh em. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật nhiều tiền. Chào tạm biệt tất cả anh em. Đứng máy quậy. Dừng.